Ngày hôm qua có ý nghĩa gì cho ngày hôm nay? Tại sao lại là cảm xúc của quá khứ mà không phải là của hiện tại? Những câu chuyện của quá khứ và hiện tại sẽ mang đến điều gì cho tương lai? Tất cả sẽ có trong miền ký ức. Chào mừng tất cả quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc đặc sắc được mang tên Miền Ký Ức. Đây là lời chào đến từ Tùng Leo và Mayan.
Và ngày hôm nay trong tháng 12, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những chủ đề rất đặc biệt của miền ký ức. Đó chính là Gửi người anh chưa quen. Quý vị thân mến, với bài hát Lá Xanh vừa rồi, chúng ta rất là rộn rã để đi vào một không khí rất là trẻ trung, rất là nhiệt huyết dành cho những người lính như một món quà. Nhưng mà tên gọi của chương trình thì lại là một bài hát khác thưa quý vị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường được mang tên Người Anh Chưa Quen. Và tại sao tên của chương trình lần này lại là Gửi Người Anh Chưa Quen ạ? Là bởi vì thưa quý vị, với bài hát của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, chúng ta có câu đầu tiên là em chưa quen anh lần nào, em không biết anh ở đâu, mà sao em thương, em quý. Và đó cũng chính là tình cảm của tất cả chúng tôi, những người thực hiện chương trình này dành cho tất cả các chiến sĩ. Có thể chúng ta chưa quen nhau, có thể chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi tin chắc những người dân như tôi luôn luôn có một tình thương sẵn có, một tình yêu sẵn có, một sự kính trọng sẵn có dành cho những người lính. Và thưa quý vị cũng có thể thấy là trên sân khấu có những khung tranh. Đây chính là những khung tranh thần kỳ của chương trình Miền Ký Ức ngày hôm nay thưa quý vị. Tại những khung tranh này thì chúng ta có thể thấy được hình ảnh của những người lính. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần đầu tiên của chương trình được mang tên Ký Ức HTV. Thưa quý vị, ở phần Ký ức HTV thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị, đó chính là thập niên 1980 thì đánh dấu sự phát triển rất mạnh mẽ của dòng phim chiến tranh cách mạng. Thì bên cạnh là hệ thống rạp chiếu phim thì làn sóng HTV cũng đã giúp cho những bộ phim nói về người lính được gần hơn đến với khán giả của HTV thưa quý vị. Và vừa rồi thì Mai Anh vừa nhắc đến những bộ phim được chiếu trên truyền hình về những người lính rất đặc biệt, đó chính là những người lính biệt động. Họ nằm trong lòng địch nhưng mà vẫn hoạt động, và hoạt động một cách rất là lạ là ở chỗ là nhìn vào có thể đó là một cái sự xa hoa nào đó, nhìn vào có thể thấy rất thanh thản nhẹ nhàng, nhưng đó là một cuộc đấu trí và một sự dũng cảm rất lớn. Tùng tin là khi mà nhắc tới bộ phim này thì rất là nhiều trái tim của khán giả truyền hình sẽ nhói lên vì nỗi nhớ. Xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Tôi hy vọng một ngày không xa sẽ được chạm cốc với ông tại Nữ Ước. Rất hân hạnh. Nào, xin mời. Đã hơn 30 năm kể từ khi được phát hành trên hệ thống rạp chiếu phim toàn quốc và màn ảnh truyền hình, nhưng Biệt Động Sài Gòn vẫn là bộ phim được khán giả chờ đón mỗi khi được phát sóng lại trên HTV. Có lẽ vì ký ức về những người lính đặc biệt được tái hiện trong phim quá sống động, gắn liền với một giai đoạn lịch sử của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cầu chúc trái bom này sẽ đổ tung. Sẽ đổ tung trên đầu kẻ thù của chúng ta. Lấy nguyên mẫu là những nhân vật có thật, bộ phim Biệt Động Sài Gòn đã phản ánh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ biệt động trong một mặt trận đặc biệt chỉ có ở đô thành Sài Gòn thời chống Mỹ. Lực lượng này nằm trong hệ thống của quân đội nhân dân Việt Nam, cho nên nó có toàn bộ cái hệ thống quân hàm, từ cán bộ tư cấp tướng cho đến những người chiến sĩ bình thường. Nói tới lực lượng biệt động là người ta nói tới là một cái loại xuất quỷ nhập thần, đi vô trong thành phố bằng cái quỷ trang bình thường như những người dân khác, nhưng mà vô trong thành phố thì biến dạng trở thành một ngành chiến sĩ biệt động đủ trang bị vũ khí để có thể đánh quân thù ngay trong lòng của quân địch. Bên cạnh phần kịch bản ly kỳ hấp dẫn, các hình ảnh trong phim được đầu tư chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhằm tái hiện những trận đánh chấn động dư luận như vụ đánh bom khách sạn Caraval, nhà hàng Mỹ Cảnh, hai cuộc tấn công vào tòa đại sứ Mỹ năm 1963 và 1968. Chính vì vậy, 4 tập phim phải mất hơn 3 năm để hoàn thành. Và đối với các diễn viên, hóa thân thành các nhân vật đặc biệt chính là một thử thách không. Cái trường đoạn mà tôi diễn tôi thấy sức độc nhất, tức là bao nhiêu năm chờ đợi mà đi cô Huyền Trang, vì mình là phải trốn tránh những các cái tình yêu bên ngoài nên mình phải đi ở ẩn, đi vào nhà chùa, mà tình cờ đi khất thực mà mình gặp cái người yêu của mình năm xưa, bây giờ là trong một cái vai là nhà tư sản rất là sang trọng, đi một người đàn bà cũng rất đẹp, cũng rất là sang trọng, nhưng mà đôi vợ chồng vương giả đấy,
và cô cảm thấy cô gần như bị gục xuống. Thì tôi thấy là khi mình hóa thân vào cái vai đấy, mình xúc động lắm, bởi vì nó cái đất để cho người diễn viên diễn phát triển mà. Và cái đó thì tôi hóa thân, tôi cảm thấy là mình diễn gần như là gục xuống ấy. Và lúc sau khi có tiếng của đạo diễn quát là xong, cắt máy, thì là lúc ấy tôi mới bình tĩnh lại, trở về với cái đời thường của mình. Thời gian cứ trôi, các nhân vật nguyên mẫu và đội ngũ làm phim người còn người mất, nhưng những ký ức về các chiến sĩ đặc biệt của Đô Thành năm ấy vẫn vẹn nguyên trong lòng người ở lại. Càng đáng quý hơn khi có những người ngày đêm nỗ lực tìm cách lưu giữ những kỷ vật, câu chuyện của lực lượng biệt động Sài Gòn, để huyền thoại về họ không chỉ nằm trong sách vở và phim ảnh, mà đi vào đời sống, trở thành một pho sử sống động về một thời hoa lửa, đầy hiểm nguy nhưng cũng cao đẹp vô cùng. Thưa quý vị, chúng ta vừa ôn lại những ký ức rất đẹp đẽ trên làn sóng HTV với bộ phim Biệt động Sài Gòn. Và chắc là quý vị sẽ có một thắc mắc là không biết nhân vật ở trong clip là ai, là người đã đưa chúng ta về với những miền ký ức đó. Thì bây giờ câu trả lời sẽ có mặt ngay lúc này đây. Và kính thưa quý vị, vào lúc này cho phép chúng tôi được mời hai nhân vật đặc biệt cùng bước lên sân khấu để giao lưu cùng với miền ký ức. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hà Xuyên, người thủ vai chính Ngọc Mai, và anh Trần Vũ Bình là con trai nhà thầu khoáng Trần Văn Lai, một nguyên mẫu của nhân vật Tư Trùng. Xin mời! Dạ, và điều mà bây giờ thì em rất là muốn hỏi chị, kỷ niệm của mình trong cái khoảng thời gian này. Thì chúng tôi là rất là nhiều ký ức, bởi vì 3 năm trời chúng tôi làm cái phim đấy. Khán giả có biết là ngày xưa cái làm phim của chúng ta chưa có hiện đại như bây giờ. Khi in tráng ra thì lại là phim bị mốc. Thế là chúng tôi lại phải quay lại và phải làm lại. Và cái nữa là khán giả phải thông cảm cho, tức là chúng ta hồi đấy là chưa có phim trường. Thì chưa có phim trường thì chúng tôi phải quay, ví dụ như cái trận đánh của khách sạn Caravan chẳng hạn, thì chúng tôi phải mượn Caravan thật. Và đến khách sạn thật của người ta thì chúng tôi đâu có giật sập được, không có giật đổ được. Thành ra thì cái hiệu quả nó sẽ không thể nào mà mỹ mãn được như giống như là những cái mà mong muốn của khán giả. Cho đến bây giờ bộ phim đã trải qua 30 năm rồi, và năm nào đến 30 tháng 4 bộ phim cũng được các đài truyền hình của các tỉnh và đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình thành phố phát lại. Và rất nhiều người đã nói với tôi là chúng tôi xem bộ phim này của chị là mấy chục lần rồi, nhưng chúng tôi vẫn thích. Thì tôi cũng xin được nói một cái rất là vui, tức là khi mà bộ phim chúng tôi ra đời thì rất rất nhiều các em bé ra đời mang cái tên Ngọc Mai và Huyền Trang. Đấy là một niềm vinh dự cho chúng tôi. Dạ vâng ạ. Bộ phim Biệt động Sài Gòn là một bộ phim rất là đặc biệt, là ở chỗ nó làm lại dựa trên toàn bộ là những câu chuyện có thật và những nhân vật có thật. Ví dụ như ba của anh Bình là nhân vật của Tư Trung, đúng không ạ? Vậy thì cái nguyên mẫu thật từ ba của mình với cái nguyên mẫu trong phim á, nó có điểm gì giống và khác nhau không ạ? Thì trước hết thì xin được nói những cái điểm giống. Ba mình thì là đóng vai một cái nhà thầu khoáng trong Dinh Độc Lập và ở cơ quan USAM của Mỹ, thì cụ tên là Trần Văn Lai, nhưng mà thời hoạt động là nhà thầu khoáng Mai Hồng Quế, tức năm USOM, mà USOM là USOM, thường trực của Dinh Tổng thống. Mà cụ thì có những cái hoạt động của cụ là cụ hoạt động tại Nội Thành Sài Gòn này qua hai thời kỳ rồi, chống Pháp và chống Mỹ. Thì cụ được cái để lại là cái mưu trí dũng cảm và xây dựng lại Nội Thành, cộng thêm là cái nghề của cụ là cái nghề trang trí nội thất, nó cái nghề tài hoa mà. Rồi cụ có cái quan hệ rất là giỏi, và cụ làm kinh tế giỏi, cụ cố gắng mà để trúng được cái thầu mà trang trí cái nội thất Dinh Lập lúc Dinh Độc Lập đang trong quá trình xây dựng. Thì từ những cái lợi thế đó mà Dinh Độc Lập, thì lúc mà làm trong phủ tổng thống thì phủ tổng thống nó cấp cho mình một cái đặc quyền riêng, có những cái giấy phép riêng, những cái sự bù lệnh riêng, những cái xe riêng đi lại trong nội thành. Thì cụ lợi dụng những cái lợi thế, những cái ưu thế đó, cụ mới mua những nhiều căn nhà, rồi cụ đào hầm trong căn nhà đó, và cụ lợi dụng cái ưu thế đó là cụ chuyển vũ khí về hầm. Thì xe có đặc biệt của phủ tổng thống mà, muốn bắt người, muốn xét người phủ tổng thống thì phải có ý kiến phủ tổng thống. Thì cái đó thì là cụ nhờ những cái đó mà cụ để làm được kinh tế, và làm kinh tế đó để cụ kinh tài cho cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nội Thành Sài Gòn Gia Định này. Như phim, thiệt sự là như phim, phải không ạ? Đó là điểm giống, đúng không ạ? Dạ, xin một cái điểm giống nữa. Thì lúc đó trong cái cô nhớ trong phim là cô đi về tiên cảnh sát Hội Nghĩa để đón cha
là một cái giận dỗi vợ, cái đó là nguyên mẫu, là chính thức, đó là nguyên bản, không thay đổi. Và cụ đều có hai người vợ, là người vợ lớn hy sinh và người sau, thì cha con trong cái phim được dựng lên tại Tiên Cảnh Sát Hậu Nghĩa, đó là cái nguyên bản, không thay đổi, đó là cái điểm giống. Dạ, yeah. Yeah. Còn bây giờ mình nói luôn điểm khác luôn đi ạ. Dạ, thì cái điểm khác thì thật sự thì con nói là cha con thì cô biết là đóng vai nhà thầu, nhưng mà không thực sự, không phải đóng vai, mà làm thầu thật sự, làm ở tiền thật sự. Cái điểm khác là có thể nói là người cháu rể dựa vào cái kinh tế của ông cậu, nhưng mà người cháu rể với lại người vợ như cô là làm ra tiền thật sự, và làm và cung cấp cho cách mạng, cung cấp để cho dòng họ và gia đình. Đó là những cái điểm nó cũng có thể khác ở trong phim. Dạ, thiệt sự hôm nay thấy may mắn quá khi mà chương trình Miền Ký Ức có thể mời được chị Hà Xuyên để kể về bộ phim, rồi mời được anh Bình để biết được sự thật đằng sau bộ phim đó, với cái hơi thở đó vẫn còn đang có tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, phải không ạ? Dạ, và mấy anh cũng có một thắc mắc muốn hỏi anh Bình ngay luôn. Đó chính là hồi nãy trong clip có thấy quán cà phê Biệt Động Sài Gòn. Như vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút về quán cà phê này được không ạ? Những cà phê Biệt Động Sài Gòn thể hiện lại đúng cái của Biệt Động Sài Gòn xưa, và tại những căn nhà di tích lịch sử xưa. Đó, bằng những cách là con tìm lại những cái căn nhà mà đã là hầm bí mật, hộp thư bí mật, đó, rồi những cái nơi mà trung chuyển chứa tài liệu, rồi tiền vàng thuốc tây đô la để chuyển đi đó cô, rồi con mới cùng nhau với các cô chú Biệt Động để mua chuộc lại phục dựng lại, và để mở đến ngày cà phê Biệt Động ngày hôm nay, thì cũng được tất cả các bạn trẻ cũng như là các cô chú Biệt Động đón nhận đến ngày hôm nay. Thì thực chất con báo với cô là cũng đã được hình thành được 3 điểm cô. Dạ. Cô dạ. Cũng từng đến, cô Hà Xuyên cũng đã từng đến. Dạ rồi, và hình như là hậu duệ của anh Bình là cũng đang tiếp bước theo ông và ba mình để thực hiện cái ước mơ này đúng không ạ? Tại vì Tùng dạ, có chơi với lại con của anh Bình và biết được rằng là thế hệ nhỏ xíu thôi rất là tự hào về ba và ông mình, và rất là muốn mọi người cùng tới cà phê Biệt Động để có hai cái điều muốn chia sẻ. Khoe cái thứ nhất là khoe Sài Gòn có mấy cái, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh của mình có mấy cái nhà có cái hầm thiệt, không phải là không có hầm đâu. Và cái thứ hai nữa là khoe những cái chiến tích lịch sử của cha anh để lại tại thành phố của chúng ta. Chúng ta vỗ tay riêng cho gia đình anh Bình được không ạ? Người gìn giữ lại những giá trị rất là quý báu cho thành phố. Còn bây giờ sẽ là một món quà để dành tặng cho chị Hà Xuyên, anh Bình và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát. Một món quà là một bài hát vô cùng quen thuộc nhưng mà được khoác lên một màu áo mới, một bản phối mới để dành tặng cho chúng ta trong tháng 12 đặc biệt này. Trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lời.
nhớ, nhớ cái hôm đầu tiên anh chưa dành cho em, nhớ bản tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Ôi nhớ tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh, nhớ nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh, nhớ bản tình ca đầu tiên là hạnh phúc lên đường. Như hôm nay anh sẽ hát, anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình Miền Ký Ức, đó chính là Ký Ức Thành Phố Trẻ với những ký ức về những trào lưu của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, nếu như phần đầu tiên được mang tên là Ký Ức HTV, gợi nhắc lại tất cả chúng ta những tác phẩm đã đi qua đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, thì ở phần thứ 2 Ký Ức Thành Phố Trẻ, chúng ta sẽ cùng nhắc đến những điều đã đi qua thành phố này. Và may làm sao ngày hôm nay với số đặc biệt của tháng 12 này thì Miền Ký Ức lại có một cái trào lưu vừa là một niềm tự hào của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mà vừa lại là một cái niềm tự hào chung của thành phố chúng ta, đó chính là cuộc thi tiếng hát truyền hình, thưa quý vị. Dạ, và anh Tùng có để ý không, có một điểm rất là trùng hợp như thế này, đó là những ca sĩ tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình mà đạt giải đặc biệt hay là giải nhất thì rất hay là những người lính từ đoàn nghệ thuật quân khu 7, có thể kể đến như là ca sĩ Đông Đào nè, ca sĩ Như Hảo, ca sĩ Thanh Thúy, Lương Chí Cường rồi Trung Kiên, đúng không ạ? Chúng tôi xin được phép mời lên đây một nhân vật mà chỉ cần nhắc đến chị ấy thôi, tôi tin là rất là nhiều người xúc động đến chảy nước mắt. Đó chính là sự xuất hiện của người đã từng đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1997 và là diễn viên với những vai diễn vô cùng ý nghĩa. Xin được phép chào đón chị Thanh Thúy. Thì xin phép chị hãy kể những cái kỷ niệm tại cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1994 và năm 1997 được không ạ? Khi ở trên sân khấu của tiếng hát truyền hình những năm đó là một sự thử thách đối với những người thi. Thúy phải thi 2 lần mới đậu. Lần đầu tiên là dò dẫm mãi thì mới vào được vòng chung kết. Nhưng lần sau, từ cái môi trường của đoàn văn công quân khu 7, mà ngày xưa còn gọi tên là đoàn nghệ thuật quân khu 7, mình đã được học những bài học đầu tiên về thanh nhạc, về kiến thức âm nhạc. Và chính những bài học đó làm cho giọng hát mình trưởng thành. Như thế thì mới lọt vào mắt xanh của HTV, của cuộc thi tiếng hát truyền hình, và mới có mình ngày hôm nay. Có nghĩa là thi hồi đó, ban giám khảo là toàn những nhạc sĩ và những chuyên gia rất tên tuổi. Dạ đúng. Đó, và ban nhạc cũng thế, ai đã bước chân lên sân khấu tiếng hát truyền hình thì cảm thấy vô cùng hãnh diện. Dạ đúng rồi. Yeah. Là một nghệ sĩ thì người ta hay nói nghệ sĩ thì cái trái tim nó lai láng, nó nhiều cảm xúc rồi bay bổng, nhưng mà mình dùng mấy cái từ khác thì sẽ có một cái phần nào đó nó hơi gọi là tự do. Đó, nhưng trong khi chị lại là một người chiến sĩ. Tùng không biết là chị Thúy trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình á, chị có bị dao động hoặc là bị cảm thấy khó khăn không khi mà mình có trong mình cả hai cái yếu tố tưởng chừng như là trái ngược nhau như vậy ạ? Từ đầu chương trình đến giờ chúng ta nhắc đến binh chủng biệt động.
Và chị rất may mắn, hạnh phúc. Tới giờ phút này chị nghĩ rằng mình hết sức tự hào khi mình khoác lên trên mình cái màu áo binh chủng văn công. Những người lính văn công đã đi khắp mọi miền đất nước. Thúy đã từng đến Trường Sa 7 lần. Đã đi những vùng biên giới, Mộc Hóa, Long An này, rồi lên trên Bình Phước, lên Gia Lai, Kon Tum, vân vân, những cái đồn biên phòng treo leo trên ngọn núi để phục vụ chỉ khoảng là vài chiến sĩ thôi. Đó chính là những cái điều đặc biệt mà quân đội đã cho những người nghệ sĩ trong quân đội có được những cái phẩm chất. Họ cũng có tâm hồn bay bổng như những người lính. Các bạn nói rằng là không được diễn ở đâu sung sướng bằng hát cho những người lính nghe. Chính xác. Là họ vỗ tay giòn giả bằng một trái tim đầy nhiệt huyết và một sự yêu mến, trân trọng người nghệ sĩ rất lớn. Khi người nghệ sĩ ở trong môi trường quân đội, họ vừa có sự bay bổng, lãng mạn, lạc quan của người chiến sĩ, đồng thời có một cái tính kỷ luật, tính nguyên tắc. Và Thúy nghĩ rằng mình may mắn vô cùng khi được rèn luyện và được trưởng thành trong môi trường đặc biệt đến như vậy. Và Tùng hy vọng rằng ngày hôm nay với những chia sẻ của chị Thanh Thúy sẽ đốt thêm cái ngọn lửa cho những nghệ sĩ trẻ đang là các chiến sĩ sẽ vững vàng hơn trên cái con đường của mình, bởi vì con đường nghệ thuật ở trong quân đội là một con đường rất đặc biệt, bởi vì giá trị của cuộc sống được lan tỏa nhiều nhất là từ các anh chị đấy ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho những người văn công. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay cũng cảm ơn chị Thanh Thúy rất nhiều đã đến với chương trình Miền Ký Ức, cũng như là những chia sẻ chị mang đến cho chương trình rất ý nghĩa. Và thưa quý vị, bây giờ đây sẽ là một món quà mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy gửi tặng đến tất cả chúng ta, một trong những ca khúc chị đã trình bày tại cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình. Xin mời. Oh,
trăng có khi trông y đục. Đời là như khúc hát ấm nồng tình yêu, đời là giọt sương rơi trong trăng. Tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và nãy giờ chúng ta đang nói rất là nhiều về câu chuyện của ngày xưa. Thế nhưng mà trong thời đại ngày nay thì hình ảnh của những người lính vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim của những người con Việt Nam. Ngày nay thì vẫn còn rất là nhiều những người lính vẫn cầm chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ đất trời tổ quốc để có thể mang lại một cuộc sống bình an cho nhân dân, thưa quý vị. Quý vị thân mến, ngay bây giờ đây chúng tôi xin được phép mời lên sân khấu đại diện của những người lính ấy, đó chính là Thượng úy Phan Nguyễn Trần Huy, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn JK1. Xin mời. Đầu tiên chắc là cho phép mấy anh được gọi Thượng úy là anh đi ha, cho gần gũi anh nha. Thượng úy có cho phép được gọi bằng anh không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh Huy, mấy anh và rất là nhiều khán giả ở đây thì chưa được ra nhà giàn bao giờ hết. Như vậy thì anh có thể giải thích cho mấy anh cũng như quý vị khán giả được biết nhà giàn là gì được không ạ? Kính thưa quý vị khán giả, thì nhà giàn JK1 là giống như là một cột mốc chủ quyền của nước ta trên biển. Nơi đấy thì có gọi là trạm khoa học kinh tế dịch vụ kỹ thuật. Thì nơi đấy là nơi cột mốc chủ quyền, đồng thời chúng tôi cũng giúp đỡ ngư dân bám biển. Còn bây giờ thì xin được phép được giao lưu với Thượng úy là xin Thượng úy hãy kể cho mọi người nghe về cuộc sống của mình cũng như là các đồng chí khác ở nhà giàn được không ạ? Có điểm gì khác biệt, có những khó khăn như thế nào so với cuộc sống ở trong đất liền ạ? Cuộc sống trên nhà giàn thì rất là khó khăn, chỉ trên thì trời mà dưới thì nước biển. Thì ăn uống thì chúng tôi đa phần là thường sử dụng thực phẩm từ đất liền ra. Là mỗi ngày có tàu đưa ra, theo, như là cái siêu thị đưa ra vậy? Theo chuyến tàu công tác thì đơn vị ở bờ sẽ cấp thực phẩm, đa phần là thực phẩm đóng hộp. Còn anh em trên nhà giàn thì có tổ chức tăng gia sản xuất, như là câu cá hay trồng rau để cải thiện đời sống. Nhưng mà cơ bản là cũng đảm bảo được cuộc sống trên nhà giàn. Dạ, cái việc trồng rau là trồng sao anh? Đất thì chuyển từ đất liền ra. Rồi trên đấy tôi có các khay để trồng rau. Giống như nhà các quý vị mà ở thành phố mà trồng rau trên sân thượng đấy, thì ngoài vàng chúng tôi cũng thế. Nhưng mà nó rất là khó khăn do ảnh hưởng của gió, thời tiết, khí hậu, đặc biệt là muối biển á, nên hiệu quả nó cũng không được cao. Dạ, rồi về vấn đề nước sử dụng thì sao ạ? Nước sử dụng thì những năm gần đây thì có đỡ khó khăn hơn trước. Còn những năm trước thì rất là khó khăn. Thì mỗi ngày thì chúng tôi chỉ được có 15 đến khoảng 20 lít nước để phục vụ cho sinh hoạt và tắm giặt. Và sau khi tắm giặt xong cũng phải tận dụng cái nguồn nước đấy để phục vụ cho chăn nuôi và trồng rau. Dạ, rồi như vậy là cuộc sống của các người lính ở trên nhà giàn thì nếu như mà bình thường thì không sao hết. Nhưng mà ví dụ trong những cái trường hợp mà bị ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là cái tinh thần của mình nó như anh mạnh nhớ nhà quá rồi thì sao? Có bơi vô được không?
Dạ không, anh nhớ nhà thì tình hình sức khỏe thì trên nhà vàng có biên chế một anh quân y ạ, chuyên chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Còn khi trường hợp mà không cán bộ quân y không thể chăm sóc được thì có tàu đưa vào Trường Sa hoặc là có trực thăng ra đưa về viện 175 ạ. Dạ. Kính thưa quý vị, thiệt ra là Tùng cố tình Tùng hỏi có vẻ hơi hài hước và mắc cười như vậy là để cho quý vị khán giả truyền hình cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát chúng ta tiếp cận một cách gần gũi hơn với đời sống vô cùng khó khăn của các chiến sĩ ở nhà giàn. Qua lời kể của Thượng úy thì Tùng nghĩ là nó chỉ đơn giản là một cái hình ảnh như vậy thôi, nhưng để vượt qua tất cả những điều đó thì không dễ dàng một chút nào cả, và đặc biệt đó chính là nỗi nhớ nhà. Phải không ạ? Dạ, vâng. Có thể là tất cả những khó khăn về mặt vật chất, về mặt sức khỏe thì những người lính là những thanh niên trai tráng đều có thể dễ vượt qua. Nhưng có vẻ như để vượt qua nỗi nhớ hậu phương, nỗi nhớ những người yêu thương sẽ là nỗi nhớ dai dẳng nhất và những điều khó có thể vượt qua nhất. Bây giờ sẽ là một món quà của chương trình dành tặng cho Thượng sĩ nói riêng và tất cả anh em ở đây nói chung. Một cái bài hát vô cùng nổi tiếng về người lính biển, để một lần nữa để thấy được rằng tình yêu chan chứa của người lính dành cho hậu phương mới chính là sức mạnh tinh thần lớn lao nhất. Món quà gợi nhắc lên một tình cảm vô bờ bến của người lính dành cho tình yêu ở hậu phương. Bài hát đã được bắt đầu bằng một cái tứ mà không bao giờ chúng ta quên được, một sự lãng mạn nhưng đồng thời là một nỗi ám ảnh không nguôi. Khi chia tay trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu em. Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên. Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thầm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng. Biển một bên và em một bên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại siêu em. Anh như con tàu lăn sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên. Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi, biển một bên và em một bên. Cho dẫu nơi kia tôi không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên, biển một bên và em một bên. Xin phép cảm ơn ca sĩ Đào Má cùng với các nghệ sĩ trong dàn nhạc. Kính thưa quý vị, ở phần đầu chương trình thì Mai Anh có nhắc đến những khung tranh đặc biệt. Và khi nhìn thấy những khung tranh này, tôi cũng nhớ đến một trong những bộ phim rất nổi tiếng được mang tên Bức Chân Dung Màu Đỏ. Và đó chính là bức chân dung vẽ về những người lính đã hy sinh thân mình vì đất nước. Và phần này của chương trình cho phép một lần nữa chúng tôi dành riêng để gửi tặng cho những người lính đặc biệt, đó chính là những người lính đã có nhiều hy sinh mất mát, những người thương binh. Và thưa quý vị, với đúng tinh thần của những người lính Cụ Hồ thì dù họ không còn ở trong quân ngũ nữa nhưng vẫn cống hiến hết mình cho xã hội, đúng với lời Bác dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị khán giả tại nhà hát chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ một trong những tấm gương đáng trân trọng ấy. Đó chính là chú Lê Ngọc Vinh, chi hội trưởng cựu chiến binh khu phố 1, phường 7, quận 6. Xin mời chú. Dạ thưa chú, không biết là ngày xưa khi mà chú không còn trong quân ngũ nữa thì sau đó thì cuộc sống của mình nó có bị khó khăn, trở ngại gì không? Và chú cũng đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào ạ? Tôi là một cựu chiến binh tham gia chiến trường biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Hiện nay là thương binh 3/4. Thì tôi bị hư hết một bên mắt phải là khi chiến đấu ở bên nước bạn. Tức là mình sử dụng súng B-40, nên sau đó là tôi bị trong một cái trận chiến đó, mình sử dụng B-40 thì bị địch nó phản lại, nó sát ngay cái nắp hầm của tôi, thì coi như là tôi đã bị chấn thương hết bên cái mắt phải. Và sau này thì ngoài cái việc là mình không nhìn thấy ở bên mắt phải thì mình có đau trở lại không ạ? Không, tức là mình chỉ có bị ảnh hưởng cái bên chức nghe. Bên tai nữa. Sau khi mà tôi rời quân ngũ đó thì cuộc sống nó còn rất là nhiều khó khăn. Khi mà mình về với cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà cái khó khăn đó cũng không thể so được với cái gian khổ mà những cái năm mình chiến đấu bên nước bạn. Em có nghe nói là anh là người rất là xông xáo trong các hoạt động xã hội, nào là nhà tình thương, nhà tình nghĩa, rồi xe lăn cho đồng đội cũ, rồi học bổng cho học sinh sinh viên nghèo, hiếu học, vân vân. Vậy thì cái động lực nào ở đâu để mà anh có thể lăn xả vào những cái hoạt động đó ạ? Khi mình về cuộc sống đời thường rồi đó, ngoài cái phần mình cố gắng, mình tự lực để mà mình kiếm sống, thì các cái đồng đội của tôi, cựu chiến binh, anh em thương binh, có nhiều cái trường hợp á, họ cũng khó khăn hơn mình, khó khăn rất là nhiều. Cho nên á, tôi mới tâm niệm một cái điều này nè, là mình đã tự lực mình kiếm sống cho bản thân mình được rồi đó, thì mình cũng dành ra một cái phần nhỏ nào đó để mà mình giúp những các bạn mà còn gặp nhiều khó khăn, để cho các bạn bớt phần khó khăn đi, giống như những cái năm tháng mà mình đã chia nhau, dành nhau cái chết mà chia nhau cái sống.
Mặc dù là Tùng Leo có kể nhà tình thương, nhà tình nghĩa, xe lăn, rồi học bổng, nhưng mà đối với tôi nó vẫn còn nhỏ lắm. Nếu mà tôi còn sức để tôi làm được thì tôi vẫn tiếp tục để mà tôi tham gia cái giúp đỡ khó khăn cho đồng đội của mình. Rất là đáng trân trọng phải không thưa quý vị? Tùng xin quý vị dành một tràng pháo tay cho anh Vinh ạ. Và mặc dù là tất cả những điều mà anh tạo ra nó theo anh là nhỏ, nhưng mà Tùng xin được phép đại diện cho khán giả cảm ơn anh rất là nhiều. Là bởi vì anh đã giúp cho Tùng cảm thấy được rằng là giá trị cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp với những đóng góp ở nhiều mặt khác nhau của người lính. Nếu mình không ra trận thì mình lại đóng góp một cách khác cho hòa bình, phải không ạ? Quý vị thân mến, ngày hôm nay cùng với anh Vinh xuất hiện trên sân khấu thì cho phép Tùng cùng với mấy anh nói về cảm xúc của mình khi nghĩ đến những người lính ở trong thời bình. Chắc chắn tất cả những người lính đã đi qua năm tháng chiến tranh sẽ không bao giờ biết được vào những năm tháng thời bình mình sẽ ra sao. Nhưng vào thời ấy, thời gian đâu để nghĩ đến tương lai, chỉ cần biết trên thực tế mình phải chiến đấu vì hòa bình phía trước của dân tộc. Rồi đâu có ai biết có một ngày mình sẽ để lại chiến trường những gì, đó có thể là một phần da thịt. Và đâu ai biết những khó khăn đó sẽ tiếp diễn ra sao trong cuộc sống của những ngày bình yên. Ấy vậy mà họ vẫn cười, vẫn vui, vẫn đóng góp cho cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trên sân khấu hôm nay là anh Vinh, ở ngoài kia còn rất nhiều những anh khác, những đồng chí khác mà chúng tôi chưa kịp gặp mặt. Rất mong các anh sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho cuộc sống này, nhiều nhất là tấm gương để tất cả chúng tôi noi theo và sống một cách tích cực vì cuộc sống này. Và vào lúc này, chúng tôi xin được phép gửi tặng riêng các anh thương binh một bài hát được xem như là bức tranh đẹp muôn đời về hình ảnh của các anh. Đó chính là một tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến được mang tên Vết Chân Tròn Trên Cát. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời. Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi. Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát bye.
đã hy sinh rất âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui của anh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên lên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn để lại bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Thưa quý vị, đối với chúng tôi thì ký ức không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà ký ức còn trở thành những thông điệp mang đến những giá trị rất mới mẻ cho cuộc sống của ngày hôm nay. Và bằng chứng là ngày hôm nay chúng ta có được sự mới mẻ đó chính là gương mặt rất là trẻ trung của các đồng chí, những chiến sĩ đang có mặt tại nơi đây. Và vào lúc này thì nếu như mà các bạn đồng chí trẻ mà đồng ý thì cho Tùng một tràng pháo tay, Tùng bước xuống Tùng trò chuyện với các bạn chút xíu được không ạ? Và vào lúc này thì Tùng xin được phép trò chuyện với hai trong số rất là nhiều những người bạn trẻ. Đầu tiên là người bạn kế bên đây. Bây giờ bạn có thể giới thiệu mình với khán giả được không ạ? Xin mời đồng chí. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Công Trọng Nghĩa, đến từ phòng chính trị, Lữ đoàn Thông tin 23, quân khu 7. Dạ. Dạ, xin chào bạn Nghĩa. Điều mà Tùng rất là muốn hỏi và Tùng tin là rất nhiều khán giả muốn hỏi, đó là chính lý do tại sao bạn lại quyết định đi theo công việc hiện nay của mình là một người lính trong khi chúng ta đang sống trong thời bình ạ? Để có được sự hòa bình của ngày hôm nay thì các thế hệ cha anh đi trước đã đánh đổi bằng xương máu và nước mắt của mình. Chính vì vậy chúng em chọn màu áo lính để góp một phần trí tuệ, sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trả lời hay quá phải không ạ? Chúng ta vỗ tay cho bạn. Tiếp nối cho anh đi tiếp trên con đường rất đặc biệt này. Dạ rồi, bây giờ tới anh áo trắng. Anh áo trắng có thể giới thiệu với mọi người được không ạ? Dạ. Em tên là Phạm Tuấn Anh, thuộc đơn vị tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 ạ. Đây JK1, đây nhà vàng của chúng ta. Cho anh được hỏi đó là nếu mà mình xem Tổ quốc như một người mẹ, vậy thì vào lúc này một cơ hội rất là đặc biệt khi mình được lên truyền hình vào tháng 12 ca ngợi những người lính thì mình sẽ đại diện cho bạn bè của mình, đồng chí của mình. Mình nói gì với người mẹ đặc biệt này ạ? Dạ, thưa anh thì nếu em được nói thì em sẽ nói rằng mẹ ơi, chúng con, những người lính hiện thời nay nói theo truyền thống và bước tiếp của ông cha mình và vinh dự là người lính của Bác Hồ. Và khi mà ngồi gần những người chiến sĩ trẻ này thì một lần nữa Tùng cảm thấy được lan tỏa sức trẻ từ các đồng chí ấy. Và vào lúc này thì phải nói với Mai Anh ở phía trên kia rằng Tùng rất là nhớ chương trình Miền Ký ức ở những số trước, đặc biệt là số của Bác Hồ, số Mặt Trời Đỏ Trên Lăng. Thưa quý vị, Tùng vẫn nhớ trong số đó chúng ta có nói với nhau là bài hát Bác đang cùng chúng các cháu hành quân vẫn còn đang rất ý nghĩa cho tới ngày hôm nay, là bởi vì ngày hôm nay tất cả chúng ta đều đang hành quân. Mỗi một người lính ở đây, mỗi một màu áo ở đây đều hành quân theo một cách riêng, đều đang chiến đấu theo một cách riêng. Và kể cả chúng ta cũng vậy, những người ở hậu phương cũng đều đang hành quân. Chúng ta đang cùng nhau bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ trái tim của người mẹ chung, mẹ tổ quốc, đúng không ạ? Và lúc nào tất cả chúng ta, những đứa con của Việt Nam cũng đều mong muốn mẹ sẽ gìn giữ muôn đời, bởi tất cả những đứa con vô cùng anh dũng của mẹ là những chiến sĩ ở đây. Và chắc chắn là lịch sử hào hùng sẽ được gìn giữ và phát huy bởi chính những người lính đang có mặt tại chương trình này, cũng như những người lính đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua màn ảnh của HTV cùng với tất cả những người lính khác. Với chương trình này, chúng tôi rất muốn nói với tất cả quý vị rằng tất cả chúng ta hãy hát vang khúc quân hành để ngợi ca cuộc đời của người lính, cuộc đời sống vì đất nước.
vị, và đến đây thì chương trình Miền Ký Ức cũng xin phép được khép lại. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi về những miền ký ức. Hãy gửi những câu chuyện, những cảm nhận quý vị về những ca khúc về cho fanpage của chương trình HTV Music. Bằng tất cả niềm tự hào, hy vọng rằng quý vị sẽ cùng chúng tôi đi qua nhiều cung bậc khác nhau với những chương trình khác. Còn ngày hôm nay, với tất cả những nghệ sĩ và ekip thực hiện chương trình, xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mãi hai lòng chúng ta.